Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ca sĩ Phạm Khánh Hưng và Tóc Tiên phải xin lỗi vì từng hát trong chương trình có cờ vàng. Ngày 23 tháng 8, AFI Tiếng Việt loan tình, ca sĩ nổi tiếng Việt Nam phải xin lỗi vì từng hát ở Mỹ trong chương trình có cờ vàng. Theo đó, một số ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam đang bị đào bới lại những hình ảnh từng đi biểu diễn cho cộng đồng người Việt ở Mỹ có sự xuất hiện của lá cờ vàng ba sọc đỏ hai ca sĩ tóc tiên và phạm khánh hưng phải lên tiếng xin lỗi và đây là hình bản tin trên afa tiếng việt afa cho biết vài ngày qua một số trang facebook đã chụp ảnh màn hình video ghi lại buổi biểu diễn của ca sĩ phạm khánh hưng phía xa là hai cột cờ có treo cờ mỹ và lá cờ việt nam cộng hòa trên sân khấu còn có youtuber trương quốc quy một cụ tù nhân lương tâm việt nam một thành viên trong nhóm facebook Hội Phong sát Việt Nam đăng tải tấm ảnh nêu trên và ghi chú ca sĩ Phạm Khánh Hưng 4 tháng trước hát cho chương trình có cờ ba sọc giờ về tham gia show yêu nước anh trai vượt ngàn trong gai theo AFA ngày 22 tháng 8 ca sĩ Phạm Khánh Hưng một anh tài trong game show ca nhạc đình đám nhất hiện nay anh trai vượt ngàn trong gai đã bày tỏ xin lỗi trên fanpage có hơn 50.000 người theo dõi AFA dẫn lời giải thích của nam ca sĩ như sau. Hình ảnh mà mọi người thấy là lúc Hưng trình diễn tại một sân khấu thuộc tiểu bang Virginia vào ngày lễ hội hoa anh đào hàng năm. Đây là một chương trình nhãn hàng mời nghệ sĩ đến hát để khuấy động không khí. Hưng là người tham gia biểu diễn văn nghệ và duy nhất chỉ với tư cách đó. Và đây là hình nam ca sĩ Phạm Khánh Hưng trong chương trình Anh trai vượt ngàn trong gai. Nam ca sĩ sinh năm 1982 cho biết, khi trình diễn có những khán giả lên xin chụp ảnh, giao lưu và song ca cùng Hưng với tư cách là fan hâm mộ, nên Hưng cũng không thể từ chối và cho hay chỉ trình diễn năm bài về tình yêu. Hưng là người Việt Nam và luôn tự hào về dòng máu của mình. Hưng chưa bao giờ có hành động hay phát ngôn đi ngược lại với chủ trương của đất nước ta. Nếu có vấn đề gì khiến mọi người hiểu lầm, Hưng xin được cúi đầu nhận lỗi và mong mọi người yêu thương, hiểu rõ tâm tư của mình. Ca sĩ từng nổi danh hơn 10 năm trước bày tỏ. Bên cạnh đó, AFA cũng cho hay, mặc dù chưa bị các trang mạng để ý tới, ca sĩ Tóc Tiên ngày 23 tháng 8 tự lên tiếng trên trang fanpage có hơn 2,6 triệu người theo dõi cho biết cô từng học tập và trình diễn ở hải ngoại từ 15 năm trước, nên cũng không tránh khỏi việc từng vô tình xuất hiện trên một vài sân khấu không phù hợp do không tìm hiểu kỹ lưỡng và thiếu sự quan sát cẩn trọng khi trình diễn. Và đây là hình nữ ca sĩ tóc tiên trong một buổi biểu diễn. AFA dẫn lời xin lỗi và khẳng định của ca sĩ tóc tiên rằng luôn tự hào về quê hương, dân tộc của mình và luôn ý thức thượng tôn pháp luật trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật. Cô cũng khẳng định tiên chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với các tổ chức chống phá lại quê hương mình sự tham gia của Tiên vào các sự kiện đó chỉ đơn thuần là những màn trình diễn phục vụ nghệ thuật cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại với các bài hát hoàn toàn về tình yêu đôi lứa. Vẫn theo trang AFA, trước đó ca sĩ tra Trần, người từng lọt vào top 40 chung cuộc của chương trình The American Idol năm 2019, cũng bị đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV cắt sóng trong chương trình Anh trai say hai và phải lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân vì từng hát trong đám tang của ông Lý Tống hồi năm 2019 ở California và có xuất hiện cờ vàng. AFA cho biết thêm, ông Lý Tống từng là một phi công dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, nhiều lần tổ chức đánh cướp máy bay để rải truyền đơn tại Việt Nam, Cuba, nhằm kêu gọi người dân nổi dậy chống chính quyền. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin ca sĩ Phạm Khánh Hưng và Tóc Tiên phải xin lỗi về từng hát trong chương trình có cờ vàng. Ngọc thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhân sự cấp cao sẽ thay đổi như thế nào tại kỳ họp Quốc hội bất thường thứ 8 ngày 23 tháng 8, BBC tiếng Việt bình luận Quốc hội Việt Nam họp bất thường về nhân sự, bầu ai, miễn nhiệm ai. BBC cho biết Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố văn bản dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 vào chiều ngày 23 tháng 8. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong một ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2024 tại nhà Quốc hội Hà Nội để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo BBC, hiện có một số chức danh trong chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính cần phải thông qua Quốc hội hình ảnh bài bình luận trên bbc đầu tiên là vị trí của phó thủ tướng lê minh khái vì ông khái đã bị kỷ luật đảng bị cho thôi ủy viên trung ương đảng do liên quan đến dự án đại ninh ở lâm đồng khi còn làm tổng thanh tra chính phủ hiện ông khái vẫn còn giữ chức phó thủ tướng tuy nhiên việc miễn nhiệm ông sẽ sớm được thực hiện việc miễn nhiệm ông khái cũng đồng nghĩa với việc cần bổ sung một nhân vật mới điền vào chỗ trống BBC cũng đề cập đến một vị trí phó thủ tướng khác cũng có thể cần được xem xét miễn nhiệm đó là ông Trần Lưu Quang. Sau khi ông Quang được phân công giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương theo quyết định của Bộ Chính trị vào ngày 21 tháng 8, có khả năng ông sẽ rời chính phủ. Nếu vậy sẽ cần có thêm một quy trình miễn nhiệm và phê chuẩn cho vị trí phó thủ tướng nữa. BBC cho biết ghế bộ trưởng tài nguyên môi trường cũng cần được kiện toàn vì Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã bị Trung ương Đảng cho thôi chức ủy viên vào ngày 3 tháng 8. Do đó, có thể Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Khánh và phê chuẩn người thay thế ông trong kỳ họp bất thường lần này. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long mới đây được bổ nhiệm vị trí Phó Thủ tướng. Hiện có hai khả năng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tư pháp hoặc sẽ có người mới thay thế ông ở ghế Bộ trưởng. Nếu vậy, việc bổ nhiệm bộ trưởng cũng cần được Quốc hội phê chuẩn. Vẫn theo BBC, một trong những vấn đề đang thu hút sự quan tâm hiện nay là liệu Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục giữ hai chức vụ cho đến Đại hội 14 hay ông sẽ thôi làm Chủ tịch nước. Hiện tứ trụ chỉ còn tam trụ. BBC nhắc lại một hãng tin quốc tế đưa tin ngày 12 tháng 8 dẫn lời một số quan chức Việt Nam và nước ngoài nói rằng Ông Tô Lâm sẽ thôi chức chủ tịch nước khi Quốc hội họp thường kỳ vào tháng 10, BBC cho rằng hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội 14, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Hai công tác được coi là quan trọng nhất là nhân sự và văn kiện. Tại Đại hội 14, các vị trí lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được bầu lại. Nhiều chuyên gia và nhà ngoại giao cho rằng ông Tô Lâm hiện đang là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế tổng bí thư khóa 14. BBC dẫn bình luận của giáo sư Jonathan Linden, giảng viên Đại học Người Mỹ chuyên về giáo dục và chính trị đương đại Việt Nam, cho rằng trong quá khứ gần thì Việt Nam có trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng từng kiêm nhiệm chức chủ tịch nước và tổng bí thư trong hơn 2 năm sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời sắp tới việt nam sẽ có đại hội đảng thì sẽ quay lại thể chế cũ tức là có bốn người trong tứ trụ ông tô lâm đã nắm cả hai vị trí nhưng tôi nghĩ chính trị của việt nam nên được hiểu thông qua một quá trình chứ không phải là một hiện tượng một cá nhân điều quan trọng là chờ đợi xem ông tô lâm sẽ làm được những gì cũng như ông ấy và thủ tướng phạm minh chính hai lãnh đạo quan trọng nhất trên chính trường việt nam hiện nay sẽ kết hợp với nhau như thế nào để giải quyết những thách thức mà Việt Nam đang đối mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Nhân sự cấp cao sẽ thay đổi như thế nào tại kỳ họp quốc hội bất thường thứ 8. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.